Xin chào tất cả các bạn. Thì tiếp theo đây là tôi sẽ đàn lại nguyên cái bài Xuân Nữ nhạc lễ cao đài, đàn theo cái lối mà tôi cái clip trước tôi đã hướng dẫn các bạn đàn, đàn theo cái cách trùng. Thì các bạn nghe kỹ đi, trùng nhưng mà thật ra mình đàn cái đọc kinh mà đàn càng trang phương thì tôi nghĩ là đọc kinh nó càng hay hơn. Thì tôi đàn lại để các bạn sau khi mình tập xong á, mình có cái bài mẫu mình đàn theo cho nó dễ. Cách rao thì mình cứ đợt mùi thôi. Thank you.
sơ qua cái lớp 7, lớp 8, nếu mà mình khó nhớ thì cứ nhớ vậy. Khi vừa hết lớp 6 qua lớp 7 là mình cứ nhớ đờn một cái U, một cái cong, một cái U, một cái cong, một cái U, tức là ba lần U, thì ba lần U cong thì nó trở về cộng. Đó, cứ ba câu U cong, một lần U cong, hai lần U cong, ba lần cái gì cộng, cộng U lại tới dứt bài. Thì cái bài mẫu đó bạn nào đã tập được cái xem theo cái clip trước rồi thì cái bài này coi như để mình đàn mẫu theo cho dễ. Xin chào tất cả các bạn.